Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lai Châu. Bệnh viện phổi tỉnh sẵn sàng đáp ứng 4 tại chỗ phù hợp với chiến lược phòng chống dịch COVID-19 lâu dài, gắn liền với nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho ca bệnh COVID-19. Ngân hàng Chính sách Xã hội Lai Châu cho vay nhà ở xã hội, giúp người thu nhập thấp an cư lạc nghiệp. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Phụ nữ các dân tộc tỉnh Lai Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 10, đồng chí Giang A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với thành viên tổ công tác theo quyết định số 569, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu, huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên về tiến độ thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Lai Châu. Đến thời điểm này, thực hiện giải phóng mặt bằng gói thầu số 8 thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường, tiến độ triển khai còn chậm so với kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc di chuyển công trình hạ tầng ra ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng, chưa có giải pháp giải quyết các trường hợp hộ dân vắng mặt trên địa bàn. Đối với huyện Than Uyên, Tân Uyên, tiến độ thực hiện cơ bản đáp ứng theo kế hoạch. Ban quản lý dự án 2 bàn giao cọc giải phóng mặt bằng của các gói thầu cho địa phương còn chậm. Hiện vẫn còn gói thầu XL07 và phần điều chỉnh gói XL08 chưa bàn giao cho địa phương. Với những khó khăn vướng mắc nêu trên, Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng gói thầu XL07 và phần điều chỉnh gói thầu XL08 để sớm bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ. Thông báo kịp thời cho địa phương về các điều chỉnh thiết kế và sớm điều chỉnh phạm vi giải phóng mặt bằng theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện. Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 2 đã giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, khẳng định những tồn tại khó khăn vướng mắc là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đồng thời cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết những khó khăn vướng mắc cùng với các địa phương trong tỉnh Lai Châu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng kế hoạch. Kết luận cuộc họp, đồng chí Giang A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố cần tuyên truyền tới người dân quy định về giải phóng mặt bằng là đã thực hiện theo quy định pháp luật, không để người dân trông chờ hy vọng được bổ sung quyền lợi. Đối với Ban Quản lý Dự án 2, cần cung cấp tiến độ thực hiện kế hoạch từng tuần, tháng để địa phương chủ động thực hiện. Về khung chính sách, các huyện, thành phố và Ban Quản lý Dự án 2 phải có sự bàn bạc cụ thể, thống nhất cách thức di chuyển hạ tầng viễn thông. Quá trình giải tỏa hành lang cần áp dụng chung một chính sách đối với các tỉnh khác, với những nội dung cần điều chỉnh phải được thực hiện sớm và thực hiện chuẩn chỉ để gửi cho các địa phương tuyên truyền đến nhân dân. Chiều ngày 11 tháng 10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí báo cáo viên trung ương của tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông tin kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13 với các nội dung: đánh giá tình hình phát triển kinh tế 9 tháng đầu năm, phương hướng giải pháp phát triển kinh tế 3 tháng cuối năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đang diễn ra trong nước và thế giới, kết quả phòng chống dịch COVID-19. Trên cơ sở, đánh giá đúng nguyên nhân chủ quan và khách quan, các giải pháp phòng chống dịch và phát triển kinh tế thời gian tới để thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Thông tin một số nội dung bổ sung trong quy định 19 điều đảng viên không được làm tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa 13 về chống suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái về đạo đức, lối sống. Trên cơ sở, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra giám sát và đổi mới công tác cán bộ. Sau khi thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 13, Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác tuyên truyền tới các cấp ủy Đảng,
báo cáo viên các cấp, triển khai tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu xác nhận địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp của tỉnh di chuyển từ tỉnh Bình Dương trở về địa phương, dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, các bệnh nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Phổi tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Tam Đường để cách ly điều trị. Với phương châm lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, các cơ sở y tế đang chủ động trong điều trị cho bệnh nhân, sẵn sàng ứng phó các cấp độ dịch COVID. Công dân MAC sinh năm 2001, thường trú ở xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, sau khi di chuyển từ tỉnh Bình Dương ra Hà Nội, được các lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 1, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, lúc 23 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2021. Tại đây, MAC được phân luồng và đưa về khu cách ly tập trung của trường quân sự tỉnh cùng với 49 người khác. Sáng ngày 8 tháng 10, MAC có kết quả xét nghiệm real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển vào Bệnh viện Phổi tỉnh cách ly, theo dõi và điều trị. Bây giờ hiện tại sức khỏe của em như thế nào? Không, có ho sốt gì nữa không? Đau họng gì nữa không? Không đau. Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện sốt trên 38 độ, đau họng, chỉ số CT dưới 17. Được bố trí cách ly điều trị biệt lập tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Phổi tỉnh. Tại đây, bệnh viện đã bố trí máy thở, hệ thống bình oxy, bố trí ekip gồm một bác sĩ, một điều dưỡng và một hộ lý trực tiếp hội chuẩn, điều trị và chăm sóc trong suốt quá trình bệnh nhân nằm viện. Được trang bị đầy đủ bảo hộ, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Lúc vào thì bệnh nhân có biểu hiện là người mệt mỏi, sốt và đau đầu và đã được xử trí để điều trị triệu chứng. Và sau 4 ngày điều trị tại khoa thì hiện tại bệnh nhân ổn định, không có ho, không sốt và không đau đầu. Các cái chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Và bệnh nhân này hiện tại thì yên tâm điều trị. Nằm trong danh sách các cơ sở y tế có khả năng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, hiện nay Bệnh viện Phổi tỉnh đã chuẩn bị 20 giường bệnh tại khoa hồi sức cấp cứu. Với hệ thống oxy trung tâm, hệ thống camera theo dõi, giám sát bệnh nhân, đường truyền trực tiếp, hội chuẩn ca bệnh nặng, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao cho việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Nguồn nhân lực gồm các bác sĩ, điều dưỡng chuyên ngành hô hấp, hồi sức tích cực, thực hiện chăm sóc toàn diện khi đón nhận các trường hợp mắc COVID-19. Chỉ số CT dưới 17 là có khả năng yếu tố nguy cơ lây nhiễm, cho nên chúng tôi làm tất cả các biện pháp sàng lọc cách ly, đảm bảo an toàn cho cả cán bộ, công nhân viên chức tham gia điều trị cũng như là cho bệnh nhân. Bệnh nhân được cách ly tại một phòng được 3 cán bộ y tế, có một bác sĩ, một điều dưỡng phục vụ. Thế và hàng ngày thì cán bộ y tế vào chăm sóc bệnh nhân, được trang bị bảo hộ đầy đủ, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch. Chế độ ăn uống của bệnh nhân thì được phục vụ theo quy định của tỉnh. Thế và hiện nay bệnh nhân đang yên tâm điều trị. Trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Phổi tỉnh đã sẵn sàng đáp ứng 4 tại chỗ, phù hợp với chiến lược phòng chống dịch COVID-19 lâu dài, gắn liền với nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị cho những ca bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người dân trở về từ các tỉnh phía Nam, đảm bảo an toàn chu đáo. Hôm nay ngày 11 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 3232 về việc triển khai thực hiện công điện số 1314 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1265 ngày 30 tháng 9 năm 2021, các sở ngành địa phương đơn vị liên quan phối hợp đưa đón người dân ở các tỉnh phía Nam từ các chốt kiểm soát của tỉnh phải được thực hiện nhanh, nhịp nhàng hơn, đảm bảo thuận lợi cho người dân, an toàn dịch tễ, không để ùn ứ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Các lực lượng công an, giao thông vận tải, y tế, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chốt kiểm soát dịch COVID-19, nếu phát hiện có người dân ở các tỉnh khác từ vùng có dịch về quê, đang đi qua địa phương mình, thì cần chủ động phối hợp, hỗ trợ cần thiết, bố trí phương tiện, chuyên chở thuận lợi,
nếu người dân không có phương tiện phù hợp, đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời thông báo cho địa phương nơi đến để đón nhận và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Các lực lượng công an, giao thông vận tải, y tế, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chốt kiểm soát dịch COVID-19, nếu phát hiện có người dân ở các tỉnh khác từ vùng có dịch về quê đang đi qua địa phương mình, thì cần chủ động phối hợp, hỗ trợ cần thiết, bố trí phương tiện chuyên chở thuận lợi nếu người dân không có phương tiện phù hợp, đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời thông báo cho địa phương nơi đến để đón nhận và tổ chức đưa người dân di chuyển an toàn, không để lây lan dịch bệnh. Thưa quý vị, đến nay chúng ta đã nhận được vaccine bằng tất cả các hình thức như mua, viện trợ, nhượng lại. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế có kế hoạch cụ thể về lượng vaccine tiếp nhận trong những ngày tới, trong tháng 11, tháng 12 và năm 2022, chịu trách nhiệm hướng dẫn và phân bổ, điều tiết lượng vaccine đã có, tổ chức tiêm vaccine khoa học, an toàn, hiệu quả. Tốc độ bao phủ vaccine của Việt Nam đang tăng rất nhanh. Hiện tốc độ tiêm có thể đạt trung bình là 1,5 triệu mũi mỗi ngày. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, với tất cả các nước, các đối tác có khả năng cung cấp vaccine, Thủ tướng Chính phủ đều điện đàm, gửi thư, trao đổi. Tính đến hết ngày 10 tháng 10, 53 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó tiêm một mũi là 38.259.436 liều, tiêm mũi 2 là 14.972.533 liều. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều là 52,3% dân số từ 18 tuổi trở lên. Hiện nay đã có 74 triệu liều vaccine về tới Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo Lai Châu đã chủ động và linh hoạt trong tổ chức hoạt động dạy và học ngay từ đầu năm học, đồng thời chỉ đạo các trường phải đi trước dịch bệnh một bước, lãnh đạo các trường tận dụng tối đa thời gian vàng, kiểm soát tốt dịch bệnh, chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên dạy học sinh các kiến thức trọng tâm, cốt lõi của từng môn học. Phóng sự sau thể hiện nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm học 2021-2022, trường Trung học Phổ thông Bình Lư có 804 học sinh. Sau khi tổ chức khai giảng năm học mới, nhà trường đã bắt đầu dạy học từ ngày 6 tháng 9. Các buổi sáng tổ chức học bình thường đối với các khối học, buổi chiều nhà trường chỉ đạo các giáo viên tăng cường ôn luyện với 9 môn thi tốt nghiệp. Chúng tôi cũng bám sát vào công văn 4040 giảm tải của Bộ, từ đó để xây dựng kế hoạch dạy học sao cho phù hợp nhất, để có những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, rồi tự học. Và trường tôi cũng đã tăng cái thời lượng đó là buổi chiều để có thể dạy đẩy trước một hai tuần chính khóa. Theo đúng cái quan điểm chỉ đạo của ngành. Và bên cạnh đó thì chúng tôi đã tổ chức giảng dạy cho các em ngay bắt đầu từ ngày 6 tháng 9. Trong đó thì tận dụng vào các cái thời gian mà dịch bệnh ở địa phương đang ổn định thì nhà trường đã tổ chức dạy học cho các cháu. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhóm bộ môn xây dựng các cái kịch bản ứng phó khi tình hình dịch bệnh xảy ra phải dạy học trực tuyến. Trường Trung học Cơ sở Tân Phong, thành phố Lai Châu hiện có 20 lớp với 863 học sinh. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tập trung nghiên cứu giảng dạy, ưu tiên các bộ môn có nhiều tiết thực hành, thí nghiệm, bài học trực quan như là vật lý, hóa học, sinh học. Với môn toán, các giáo viên đang tập trung dạy các phần về dạng hình học nhiều hơn dạng đại số, bởi dạng toán hình dạy trực tuyến sẽ kém hiệu quả hơn. Trong việc xây dựng phân phối chương trình, thì nhà trường cũng đã chủ động và đã ban hành phân phối chương trình thực hiện trong năm học này. Cũng như là đối với đơn vị nhà trường thì ngay từ đầu năm học, bắt đầu từ tuần học đầu tiên, nhà trường đã ngoài các tiết dạy học của chính khóa thì riêng buổi chiều nhà trường đã đẩy các tiết dạy học, đẩy chương trình là một tuần buổi chiều là từ 2 đến 3 buổi để tăng cường, để làm sao mà đến thời điểm mà khi mà các con, nếu mà có tình hình dịch diễn biến xảy ra thì các con cũng đã được học những cái nội dung kiến thức cơ bản cốt lõi. Năm học 2021-2022, toàn tỉnh Lai Châu có 346 trường, 5.745 lớp với hơn 150.000 em học sinh. Ngay sau lễ khai giảng, Sở đã chỉ đạo các trường tranh thủ thời gian vàng khi chưa có dịch để triển khai việc dạy học trực tiếp, linh hoạt tổ chức phương án dạy học trong mọi tình huống, nghỉ dịch nhưng không nghỉ học, sẵn sàng tư tưởng dạy học trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời, yêu cầu các trường triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học theo hướng chủ động, linh hoạt, tinh giản. Dạy học những nội dung cốt lõi,
phù hợp với điều kiện của từng địa phương trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10, chuỗi hoạt động trao quyền cho trẻ em gái Girl Takeover được tổ chức Blend Intelligence phụ trách ở Lai Châu thực hiện các buổi truyền thông trong trường học, cao điểm từ nay đến ngày 16 tháng 10. Ngày 11 tháng 10 đã được ghi nhận là Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái kể từ năm 2012. Theo Liên Hợp Quốc, đây là ngày để mọi người nhìn nhận và giải quyết những khó khăn các em gái đang phải đối mặt, đồng thời thúc đẩy việc trao quyền cho trẻ em gái và đảm bảo quyền lợi thiết yếu cho các em. Sau đây là ghi nhận của phóng viên tại Trường Trung học Cơ sở Khổng Lào, huyện Phong Thổ. Theo nghiên cứu của Blend International, Việt Nam là một trong 10 nước có lượng người sử dụng YouTube, Facebook cao nhất thế giới. Công nghệ số mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng rất nhiều rủi ro cho trẻ em. Tham gia môi trường mạng, trẻ em gặp rất nhiều nguy cơ, như là tiếp cận với quá nhiều thông tin giả, bị bắt nạt qua mạng, lộ thông tin cá nhân, xâm hại tình dục, bị dụ dỗ, lôi kéo truy cập vào các trang thông tin xấu độc hoặc nội dung lừa đảo. Chính vì vậy mà trong các buổi truyền thông ở các trường học, các câu lạc bộ thủ lĩnh trẻ em trai, trẻ em gái đã tuyên truyền thông điệp an toàn trên mạng cho trẻ em gái. Đây là mục tiêu năm 2021 của chiến dịch trao quyền cho trẻ em gái. Em hiểu rõ hơn về trẻ em gái, đó là hiểu được quyền bình đẳng giới, được trang bị các kiến thức và kỹ năng khi sử dụng Internet một cách an toàn. Chúng em được trao quyền yêu cầu bảo vệ từ phía gia đình, nhà trường và phía chính quyền địa phương. Sau khi em được tham dự buổi sinh hoạt tìm hiểu cách an toàn trên không gian mạng, em học được rất nhiều điều bổ ích, đó là em sẽ không tự ý chia sẻ hình ảnh cá nhân của mình, thông tin cá nhân lên mạng xã hội, không tự ý kết bạn với những người mình không quen biết. Tại buổi truyền thông, các đơn vị nhà trường trong vùng chiến dịch thực hiện tuần lễ trao quyền cho trẻ em gái và sẽ trực tiếp trao quyền để trẻ em cất lên tiếng nói của chính mình. Trong chiến dịch này, kêu gọi ký thư ngỏ toàn cầu đại diện hơn 26.000 trẻ em gái lên tiếng về vấn đề tin giả, tin sai lệch lan truyền trên mạng. Đồng thời, qua các buổi truyền thông nhằm kêu gọi mọi người hành động để mang lại thay đổi tích cực trong xã hội và chính trị, nhằm phá bỏ rào cản phân biệt, cùng định kiến giới đang kìm hãm sự phát triển của trẻ em gái. Nhà trường đã tổ chức nghi lễ là trao quyền cho các em học sinh là trẻ em gái để các em có thể tự tin nói lên những nguyện vọng của mình, và các em sẽ có những cái cách thức để trong thời gian tới sẽ không còn có những mặc cảm hay là e dè trong cái việc mà tham gia các hoạt động của trường, của lớp cũng như các hoạt động xã hội. Với mục đích trang bị cho trẻ em gái kỹ năng để bảo vệ bản thân trước thông tin sai lệch trên mạng, hiểu biết để ngăn chặn việc lan truyền tin giả, tin sai lệch trên không gian số, và kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao giáo dục kỹ thuật số cho trẻ em, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn để trẻ em có thể được kết nối, học tập và chia sẻ. Qua chiến dịch lần này sẽ góp phần hoàn thiện sứ mệnh của Blend International là hỗ trợ trẻ em, thanh niên và đặc biệt là trẻ em gái, vị thành niên được sinh ra, lớn lên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, giúp các em có thể chủ động quyết định tương lai của chính bản thân mình. Trẻ em gái thì cần những cái kỹ năng để bảo vệ bản thân mình trước những cái thông tin sai lệch trên mạng. Trẻ em cần có cái kiến thức để ngăn chặn việc lan truyền tin giả, tin sai lệch trên không gian số. Và chiến dịch an toàn trên không gian mạng thì kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao về giáo dục kỹ thuật số cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, để góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn cho trẻ em. Chiến dịch trao quyền cho trẻ em gái Girl Takeover là hoạt động nằm trong dự án Trẻ em gái sẵn sàng cho tương lai, được tài trợ bởi chính phủ Úc thông qua Blend Úc, được xây dựng để hỗ trợ cho các hoạt động hướng nghiệp hiện tại và đón đầu cung cấp tài liệu hướng dẫn, chuẩn hóa cho chương trình giáo dục mới, được triển khai từ năm học 2020-2021. Từ mục tiêu của dự án Trẻ em gái sẵn sàng cho tương lai, Blend Lai Châu đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ để tạo môi trường giáo dục và môi trường sống tốt hơn cho trẻ em ở Lai Châu.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, giúp nhiều gia đình thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để xây dựng nhà ở ổn định. Để đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công bằng, công tác bình xét cho vay được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu thực hiện nghiêm túc trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Việc bình xét do Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thực hiện công khai, dưới sự giám sát của tổ chức đoàn thể, nhận ủy thác và cán bộ tổ dân phố. Các đối tượng vay vốn đều được công khai tại điểm giao dịch phường, xã nhằm tăng cường giám sát, phản biện, kiểm tra của cộng đồng. Cụ thể, đối tượng được vay là người có công với cách mạng, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, sĩ quan, công nhân trong các cơ quan đơn vị của quân đội và công an. Sau khi mà được biết cái chủ trương của Ngân hàng Chính sách thì các tổ chức hội đã tuyên truyền đến thì các hộ mà được vay vốn ngân hàng về cái nhà ở xã hội đấy. Tiến hành họp bình xét và đưa lên tổ chức hội ở phường rồi là qua ngân hàng chính sách để thực hiện đúng cái tiêu chí đấy thì để đưa lên trên để và được các hộ chính các hộ thì được giải ngân và xây được nhà ở đúng theo như là cái hồ sơ thiết kế và mục đích sử dụng nguồn vốn đấy đúng. Từ năm 2018 đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu được Trung ương phân bổ 139 tỷ đồng và đã phân bổ đến tất cả các huyện, thành phố với 103 khách hàng. Với những người có thu nhập thấp, việc triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội có ý nghĩa rất lớn, góp phần giải quyết khó khăn, tạo điều kiện để các đối tượng có thu nhập thấp an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế. Do nguồn vốn còn khá hạn hẹp, nên nhiều hộ có nhu cầu nhưng chưa được vay vốn. Để đáp ứng nhu cầu vay của người dân, chi nhánh đã chỉ đạo phòng giao dịch các huyện khảo sát nhu cầu vay vốn từ cơ sở, từ đó tổng hợp xây dựng kế hoạch vốn gửi trung ương. Khi nguồn vốn được phê duyệt và phân bổ về tỉnh, sẽ có thêm nhiều gia đình có nhu cầu được vay vốn để xây, sửa nhà. Bên cạnh triển khai giải ngân vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn chú trọng phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay đúng mục đích, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi đến hạn, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn. Qua đó hầu hết, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, trả nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn. Hiện theo cái Nghị định 100 thì đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu thì chúng tôi đã triển khai đến tất cả các huyện, thành phố. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã những cái hộ mà có nhu cầu mà vay vốn để làm nhà ở mà chưa có nhà ở thì đều được mà đủ điều kiện vay vốn thì chúng tôi đều tạo điều kiện để họ được tiếp cận với cái nguồn vốn này. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu sẽ tập trung rà soát, ưu tiên các đối tượng thu nhập thấp, chú trọng đối tượng là công nhân, người lao động chưa có nhà ở, đủ điều kiện để vay vốn. Phấn đấu giải ngân nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho người có thu nhập thấp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Năm nay, diện tích gieo trồng tại huyện Than Uyên đạt trên 8.018 ha, tăng gần 540 ha so với cùng kỳ của năm 2020. Tổng sản lượng lương thực 9 tháng đầu năm ước đạt 35.587 tấn, đạt gần 103% kế hoạch năm. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên các loại cây trồng. Một số loại dịch bệnh trên cây ngô, lúa gây hại ở mức độ nhẹ đã được khống chế, không lây lan ra diện rộng. Hiện nay bà con đang tập trung ra đồng thu hoạch lúa mùa, chăm sóc các cây trồng vụ hè thu và làm đất để chuẩn bị sản xuất vụ đông. Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn của huyện Tân Uyên cho đến thời điểm này hiện có 254.109 con, đạt 93,6% kế hoạch, tăng 21.534 con so với cùng kỳ của năm 2020. Tổng đàn gia cầm có 213.928 con, đạt 93% kế hoạch, tăng 19.086 con so với cùng kỳ năm 2020. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đang chỉ đạo các xã thị trấn và phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật theo quy định, thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, vận chuyển gia súc gia cầm ra vào địa bàn huyện,
thường xuyên kiểm tra theo dõi diễn biến của dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu mùa khô, Ủy ban nhân dân xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với kiểm lâm địa bàn, kiện toàn ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng phương án bảo vệ rừng, kiện toàn tổ đội xung kích tại các bản, ký cam kết bảo vệ rừng với các bản trên địa bàn, thường xuyên tổ chức trực ban và duy trì lịch trực 24/24 giờ tại Ủy ban nhân dân xã. Cùng với đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, xã đã tổ chức được 8 lượt tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tại 5 trên 5 bản với trên 2.500 lượt người nghe. Duy trì lịch tuần tra bảo vệ rừng tại 5 trên 5 bản từ 3 đến 4 lượt trên tháng. Kết quả trong 9 tháng đầu năm, xã Nậm Manh không xảy ra hiện tượng cháy rừng và các hành động liên quan đến vi phạm luật lâm nghiệp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình thời sự cũng được chúng tôi đăng tải trên trang YouTube và fanpage chính thức của đài có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị và các bạn có thể truy cập, đăng ký, chia sẻ và theo dõi trên các địa chỉ này. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự lần sau. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Trước khi đến với phần dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần dự báo thủy văn ngắn hạn trên các lưu vực sông thuộc tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, trên sông Đà tại trạm thủy văn Bắc Ma, mực nước biến đổi chậm, dự báo mực nước biến đổi theo điều tiết từ Trung Quốc và của thủy điện Lai Châu. Còn trên sông Nậm Na tại trạm thủy văn Nậm Giàng, mực nước dao động nhỏ, dự báo mực nước biến đổi theo điều tiết từ các thủy điện Nậm Na 3, thủy điện Lai Châu và thủy điện Sơn La. Trên khu vực sông Nậm Bum tại trạm Na Hư, mực nước dao động nhỏ, dự báo mực nước biến đổi theo điều tiết từ các thủy điện nhỏ. Còn trên khu vực sông Nậm Mu tại trạm Ta Sa, mực nước biến đổi chậm, dự báo mực nước biến đổi theo điều tiết từ các thủy điện Bản Chát, Hội Quảng và các thủy điện trên sông Nậm Kim. Xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh. Thời tiết trong tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi và ngày nắng gió nhẹ. Nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 18 đến 30 độ C, vùng núi cao thì có nơi từ 17 đến 23 độ C và độ ẩm dao động từ khoảng 75 đến 98%. Chuyển sang phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu. Tại khu vực thành phố Lai Châu có nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Tại huyện Mường Tè có nhiệt độ trong khoảng là từ 21 đến 30 độ C và độ ẩm từ 80 đến 90%. Huyện Sìn Hồ là khu vực có nhiệt độ thấp nhất trong toàn tỉnh Lai Châu, dao động trong khoảng là từ 17 đến 23 độ và độ ẩm từ 75 đến 90%. Cùng đến với nhiệt độ của huyện Than Uyên, có nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 19 đến 29 độ C và độ ẩm 75 đến 98%. Huyện Nậm Nhùn nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C, độ ẩm 80 đến 90%. Huyện Tam Đường cũng có nhiệt độ tương tự dao động trong khoảng là từ 19 đến 29 độ C và độ ẩm 75 đến 98%. Mời quý vị và các bạn cùng đến với nhiệt độ của huyện Tân Uyên. Tại đây, nhiệt độ trong khoảng là từ 19 đến 29 độ và độ ẩm 75 đến 98%. Cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ. Tại đây có nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 21 đến 30 độ và độ ẩm từ 80 đến 90%. Trên đây là phần dự báo chi tiết các khu vực trong toàn tỉnh Lai Châu. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin dự báo thời tiết sau.